cắt đến đâu là mát đâu đấy. Cháu không, cháu về từ hôm 15 tháng 7 cháu đã về rồi. Ở quê có cắt không? À có, cháu vẫn làm mà. Cắt dao à? Không, cháu đi về quê làm chỗ cùng làm cùng anh. Cùng anh cũng bảo quán cắt tóc. Mà cùng anh ý. Quê ở đâu? Quê ở Bắc à? Cháu Bắc Linh. Bắc Linh, nghe Bắc Linh ở đâu? Đã? Ở đâu, nghe Bắc Linh ở đâu? Cháu ở Gia Bình. Qua Bắc Ninh à? Đó nó vẫn là nó qua Thần Thành. Qua Thần Thành. Là chùa Dâu ấy. Chùa Dâu. Vâng, đấy là đầu Bắc Linh. Đầu Bắc Linh, của cháu là phải đi gần cháu là giữa gần cuối. Gần cuối đúng không? Vâng. Đó là bên gần miền Trung Du rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Nó gần giáp Hải Dương. Giáp Hải Dương, Hải Giáp Hải Dương là phía 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 nam, phía đông. Cháu chẳng biết phía gì đâu. Giáp Hải Dương gì? Vâng. Hải Giáp Hải Dương là phía đông. Nhìn nó biến mà ra qua Hải Dương là nó... Tưởng ăn rồi sao ăn bữa rồi. Hả? Nhớ là bữa bảo Ali ăn rồi. Bảo là ăn ở, ăn vẫn trên đây, ăn lâu không ăn cũng không thấy ngon lắm.